Quyền Linh và Cát Tường xin chào đón quý vị các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Có thể nói là thời gian hẹn hò là thời gian hết sức là quan trọng với tất cả mọi người. Từ cái hẹn hò đó chúng ta sẽ có cột mốc rất là quan trọng, và từ đó nó tiến xa hơn nữa. Anh hỏi em nè, em bắt đầu yêu từ năm mấy tuổi vậy? À chà, khó à, anh hỏi vậy khó lắm, cái trừu tượng lắm, nó tình cảm nó khó. Khoảng em nhớ là em học lớp 5 đó. Trời đất ơi. Tình yêu đến sớm thế nào luôn. Hỏi em vậy vui thôi, nhưng quan trọng ngày hôm nay chúng ta sẽ xem cái cặp đầu tiên trong chương trình này, coi họ quen nhau từ năm nào, họ biết yêu từ năm nào, và cái nụ hôn đầu tiên từ khi nào. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ một chàng trai và một cô gái. Nào, xin mời. Màn đâu, hạ xuống. Và bây giờ trân trọng kính mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Trang Cơ. Wow, cái tên rất là lạ. Em hiện đang làm gì? Dạ, em giờ đang làm thợ Photoshop ở quê em ạ. Quê em ở đâu? Ở Bình Phước ạ. Bình Phước. Em bao nhiêu tuổi? Năm nay em 22 tuổi ạ. Sao em run quá vậy? Bình tĩnh em. Trời ơi, chị đâu có làm gì em đâu, chưa có làm gì trơn đó mà. Để xem bên đây chàng trai chúng ta tên gì và bao nhiêu tuổi. Xin mời. Sao mà khép nép dữ vậy? Chào bạn. Bạn tên gì? Dạ em tên Dương Quốc Bảo. Quốc Bảo, nhiêu tuổi? Dạ 22. 22, xích đạp lý. Quốc Bảo 22 tuổi, hình như cũng đang rất là khép nép. Bạn đang hồi hộp hay gì? Dạ cũng hơi hồi hộp. Bạn đang hồi hộp về việc gì? Hồi hộp về bạn mình sẽ được gặp. Bạn đang làm nghề gì? Dạ công nghệ thông tin. Quê ở đâu? Dạ em ở Bình Dương. Bình Dương, cùng chung chữ Bình. Bình Phước, Bình Dương ngày xưa là một tỉnh, bây giờ chia làm hai. Hy vọng rằng tỉnh thì chia, nhưng người sẽ là một. Trang Cơ nè, chị thấy là em có vẻ hơi mất bình tĩnh một tí. Bây giờ em tập trung nha. Sở thích của em hàng ngày là gì? Ngoài việc làm Photoshop, em phải đi theo các chị đi làm show đám cưới, rồi mặc đồ cho cô dâu. Chị nghĩ chắc em là một người nội trợ cũng đảm đang lắm ha. Em biết nấu ăn không? Dạ cũng tạm tạm ạ. Mối tình đầu của em bắt đầu từ năm bao nhiêu tuổi nè? Dạ chưa có mối tình đầu luôn, bởi vì em thích người ta chứ người ta không có thích em ạ. Hy vọng rằng hôm nay bên đây sẽ thích bên kia. Chị nói cho em nghe, đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò là một cái cơ hội để em gặp gỡ và tìm hiểu đối phương. Nếu em thấy được là em phải làm liền chứ đừng có để nó lỡ nữa nha. Dạ. Còn bạn là thích hoạt động xã hội. Dạ. Bạn có một cái gọi là một cái năng khiếu gì mà bạn công tác xã hội, ca hát nhảy múa gì không, có không? Dạ có nhảy. Có nhảy luôn. Chút nhảy xíu gì? Nữa nhảy cho em coi thử nha. Rồi chút nhảy coi thử luôn. Ngoài những công việc hàng ngày mà em làm thì những thời gian rảnh rỗi hay em hay làm gì, em có tham gia những hoạt động xã hội nào không? Dạ em thích chỗ đông người cho nên là em tham gia cũng nhiều. Cụ thể là em có đi cắm trại nè, rồi đi hành trình vượt thác nè, nói chung là cũng nhiều. Nhưng em đi nhiều như vậy mà chẳng lẽ không có một cái cơ hội nào để em tiếp cận được một chàng trai nào để mà nắm được tay người ta hết trơn hả? Cái tính cách của em á là giống như muốn chỉ đạo người ta á, cho nên nhiều khi người ta không có thích ạ. Bạn có thích ra lệnh không? Dạ cũng dạ thích. Bạn thích luôn. Vậy hai người gặp nhau, hai người ra lệnh ai nghe? Anh Quyền Linh nghe. Tính cách bạn thế nào? Hình như thấy bạn tham gia công tác xã hội rất nhiều nhưng hơi rụt rè đúng không? Dạ. Dạ, cũng có chút rụt rè. Có chút rụt rè nữa. Rụt rè. Rụt rè. Rụt rè. Ủa bạn, người ở Bình Dương hả? Mà sao nói giọng nghe giống miền Tây quá vậy? Ba em là người quê ở Bình Dương, mẹ em là người Thanh Hóa. Ông có liên quan gì rụt rè hết trơn. Hàng chứ nó gục ghè dữ. Cái mẫu người lý tưởng của bạn là như thế nào? Dạ cao to. Cao to. Vạm vỡ. Vạm vỡ. Ngon lành. Có không? Rồi gì nữa em? Dạ sáu múi. Sáu múi là sao em? Cái này sáu múi luôn. Còn gì nữa nè? Dạ đẹp trai ạ. Kiểu đàn ông với lại em cái này không phải là do em biến thái đâu. Nhưng mà chị đâu có nói em biến thái gì đâu mà em tự xưng em biến thái vậy trời. Không phải
em thấy cái người mà cái cầm của bạn nó giống như cầm độn á. Cầm độn? Cầm độn là sao, nó gọi nó cong? Độn là giống như bạn nó bị mó thì cầm bạn nó như cái gì nữa em, gì nữa? Dạ thích rất. Dạ men lì, phải có râu quay nón nè. Râu quay nón? Vậy là giống anh Quyền Linh rồi. Anh lên, lên, lên. Hả? Anh tháo đỡ cái râu quay nón anh cho bạn kia mượn đi. Cũng có, quay bát. Quay bát có rồi. Bạn nghĩ bạn có đáp ứng cái nhu cầu đó không? Bạn được mấy chục phần trăm? 60%. 60%? Có quá không? Có quá không? Cũng to, cao, đẹp trai á. Không? Cũng 6-7 quý. Thôi bây giờ mẫu người bên kia sao nè, để bên đây người ta tự nhận xét coi nè. Cao 1m65. 65. Rồi. Cao, bên đây cao á nha, đừng cũng giỡn, bên đây cao lắm á. Đẹp, cân đối, yêu thích động vật. Người bạn gái của mình phải yêu thích động vật. Của ta yêu thích động vật nhiều hơn yêu bạn hay sao? Thì thường mình phải biết để người ta biết san sẻ tình yêu đó đến với mình và động vật. Cái gì thế trời? Trời ơi. Về cái sở thích mà động vật đó chị, là cái này giống như là cái bệnh của em luôn rồi đó. Thế là đi ra ngoài mà em thấy con chó này đúng vậy. Em không cần để ý tới người bên, em chỉ cần nhìn thôi. Nói chung là thấy chó là em, chừng nào mà em ra đường mà em thấy trai mà em là không lắm đó là ok. Chị Tường mà ra đường mà chị Tường thấy trai chị Tường đó là nó theo liền luôn á. Tôi tò mò bên kia quá, quá tò mò luôn. Bây giờ anh, em có tò mò mà muốn nhìn bên kia không? Sao cái tự nhiên anh cũng tò mò ghê luôn á. Nhưng trước khi qua bên đó anh coi mặt bên đó em còn cái tiêu chuẩn em nói luôn để anh coi. Dạ thì em thích con gái không mang giày cao gót. Thích con gái không mang giày cao gót. Mang giày bata hoặc là giày búp bê. Trời ơi, thích gái mang giày búp bê, giày bata, nghe chưa? Ê búp bê à, búp bê có búp bê rồi nha. À dạ. Búp bê à. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi ạ. Thôi để tôi nhìn mặt cái bên kia cái coi. Dạ, chào anh. Anh tò mò muốn biết là em cầm độn đấy, em diễn tả sao? Thích con trai cầm độn là sao? Rồi thấy chó là sao? Những con vật dễ thương á, là em nhìn nó xong rồi em muốn vẫy nó lại để em đựng nó. À, tức là cũng yêu thích động vật đúng không? Em cực kỳ yêu thích nó, người ta phải nói luôn á. Vậy được rồi, hợp rồi. Cặp này hợp à? Tôi thấy cặp này hơi hợp á. Để tôi coi. Để tôi coi. Hợp. Bập. Em đứng. Chào em. Chào chị. Em thích mang giày búp bê. Dạ. Mà em có thích thân hình búp bê không? Dạ. Nhưng mà bạn của chị là búp bê. Thân hình hơi búp bê. Chắc cũng được á chị. Mới nói không rồi bây giờ chắc cũng được. Ham vừa vừa thôi ông. Phải ế quá rồi gặp đâu cũng gần gần vậy. Vừa phải thôi. Thôi được rồi, tôi ráng rồi tôi nói vô coi. Nói vô thì cặp này hợp đó. Thì để tôi nói vô. Nhà không nhờ các tường là em đi châu Phi lấy vợ cho em. Bình tĩnh nha em. Chúng ta đã tới giờ để có 2 phút rất là quan trọng. 2 phút họ ngắm nhìn nhau, nói chuyện với nhau, cảm nhận về tình yêu và quyết định xem có hẹn hò hay không. Xin mời màn kéo lên. Nói chuyện đi, trời ơi, đó, nhắc má. Dạ, em. Dạ. Em, coi như là mình thấy dễ thương là mình kêu lại liền em. Thôi đi, có 2 phút đi. À, cứ nhắc ma nhau hoài. 2 phút. Mình cũng rất vui. Nếu mình quen nhau được thì bạn cũng rất là xinh đẹp. Hết thời gian, hết thời gian. Gì mà người ta mới có khen. Không có nói nữa, không có nói nữa. Tôi thấy hết thời gian rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có thời gian để nhấn chuông là hẹn hò cho nhưng mà thôi. Em nhắc lại cho kỹ nha.
chỉ có 3 giây để bạn suy nghĩ thôi nha. Trong vòng 1, 2, 3, bạn không nhấn nút có nghĩa là cơ hội hết. Nếu bạn đồng ý họ hẹn hò thì bạn phải nhấn nút liền trong vòng 3 nút nhạc. Bây giờ bạn đặt tay bạn ra phía sau. Đây, có cái nút. Kỹ chưa? Rồi. Bấm vào nút có nghĩa là đồng ý hẹn hò. Không bấm vào nút có nghĩa là không. Một, hai, ba. Thật sự là trời ơi, em nổi da gà luôn anh Linh. Giống anh em quá. Cảm thấy nè, em nổi da gà quá. Chị rất là có thể vui. Hai bạn ôm nhau cả à, ôm nhau đi. Tôi xin hỏi đầu tiên bạn gái, lý do tại sao bạn lại nhấn nút hẹn hò với bạn này? Dạ, nó gần với tiêu chuẩn của em. Đúng tiêu chuẩn của em? Gần với tiêu chuẩn, gần. Còn bạn trai, tại sao bạn lại... Đúng tiêu chuẩn của em luôn. Trời ơi, người tình trong mộng mà bây giờ lạc đi đâu bây giờ mới tìm thấy đó. Tôi xin hỏi bạn, bạn nhìn thấy một cái điều gì mà có thể là mà bạn đồng ý hẹn hò trong nháy mắt khi bạn nhìn thấy bạn gái? Cái gì đập vào mắt bạn? Em nghĩ là chắc là ngoại hình. Ngoại hình. Còn bạn nữ, cái điều gì mà đập vào mắt bạn giống như tiếng sét vậy đó, ngay khi đầu tiên bạn nhìn thấy bạn trai? Dạ em cảm giác anh ấy rất là hiền lành. À, hiền lành. Bây giờ bạn gái này là chưa bao giờ hôn, chưa bao giờ được nắm tay. Chưa bao giờ hôn. Bây giờ bạn nam có thể làm điều đó với bạn nữ được không? Ngay cái ngày trọng đại hôm nay, các bạn đồng ý không? Vỗ tay. Hay, cố lên, hay quá. Cố lên, chị chúc mừng em. Hay quá, chúc mừng hai bạn. Thật là hay, thật là tuyệt vời. Tôi nghĩ chúng ta vừa trải qua giây phút phải nói là rất là cảm động. Chưa bao giờ mà em cảm thấy trong người em vui như ngày hôm nay. Em làm được cái điều hết sức phi thường. Chị rất là vui và thay mặt chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tặng cho hai em một cái vé đi xem phim. Và chị tin chắc chắn rằng hai đứa em sẽ có được những giây phút ngồi bên nhau rất là đầm ấm, rất là hạnh phúc. Và mong rằng em sẽ đem đến cho người bạn gái kế bên của mình những tình cảm rất là đặc biệt mà bạn ấy chưa có được trong cái suốt khoảng thời gian mà bạn ấy đã trải qua. Cảm ơn em rất là nhiều. Một người bạn trai rất là tốt bụng. Hãy nắm tay nhau, hãy truyền hơi ấm cho nhau. Nắm tay nhau đi em. Hãy là bờ vai che chở cho bạn gái, đưa bạn gái đi xem phim. Mời bạn. Đi ngoài này. Không biết nữa, đi vô đó nữa. Muốn hẹn người khác hả? Hay quá. Sướng quá. Thật là bất ngờ. Bất ngờ quá. Anh nghĩ hôm nay chúng ta đã làm một cái việc rất là thành công. Nãy giờ trong tim anh cứ thở phào nhẹ nhõm. Anh nghĩ rằng nó thất bại. Em rất là vui. Rất lo. Anh lo là thật sự anh nói thiệt em nha. Nói anh lo bạn gái không đồng ý. Còn biết em nó nghĩ sao à? Em cũng vậy. Cái hay nhất của bạn trai là rất là hiền, phải nói là chân thật. Tôi thích cái điều đó. Có thể nói là đây là cái niềm vui đầu tiên trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và chắc chắn hai bạn đó sẽ có một thời gian rất là đẹp, một thời gian rất thích hợp để các bạn tiến tới những điều xa hơn nữa. Còn bây giờ thì xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi. Xin anh. Xin chào. Mời bên hàng gái giới thiệu về mình. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào em. Chị Nam Thư. Chào bạn bên cạnh và chào tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Thị Minh. Năm nay mình 28 tuổi. Mình sinh ra và lớn lên ở EK Đắk Lắk. Hiện tại thì mình đang ở quận 9 và mình đang làm việc là bán thuốc tây ở quận 2 ạ. Mời bạn trai. Dạ, xin chào anh MC Quỳnh Linh và chị Nam Thư. Dạ. Và chào toàn thể quý vị khán giả cũng như đằng ấy bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Viên Ba, người Thái, đến từ Quỳ Hợp, Nghệ An. Em năm nay 34 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Phú Nhuận.
Em làm gì? Em là quản lý cà phê nhà kiêm nhà hàng. Em là người đồng bào Thái hả? Dạ. Dễ thương quá hả? Cảm ơn anh. Anh yêu em nói sao? Ai y nọ. Ai nọ. Ai y nọ. Ai y nọ. Dạ. Ai y nọ là em yêu anh. Anh yêu em. Anh yêu em, còn nọ y ai là dạ, em yêu anh. Hay quá. Hay quá. Chia sẻ một tí xíu hả Minh? Dạ. Chia sẻ về ưu điểm này rồi khuyết điểm của bản thân em. Dạ, ưu điểm của em thì là vui vẻ, hòa đồng, lạc quan, thích làm việc nhà, nấu ăn, nói chung là cũng được coi là ngon. Và đặc biệt là những khi mà chết mệt mỏi thì em hay là lấy công việc ra để là công việc nhà ra để làm á, cho nó khuây khỏa. Dạ. Hay đó hả? Dạ. Cứ mà căng thẳng là làm việc nhà là hết căng thẳng đúng không? Dạ đúng rồi, đặc biệt là trà nhà vệ sinh ạ, sạch bong luôn ạ. Khuyết điểm em là gì? Dạ, khuyết điểm của em thì nhiều lắm, để em liệt kê đã. Thí dụ? Cái đầu tiên là nói nhiều ạ. Rồi. Cái thứ hai là em rất là men. Men là sao? Dạ, nói chung em có những cái kiểu ngồi men. Thứ nhất là em hay ngồi này này. Trời. Bỏ vô áo đầm. Khép lại. Dạ. Men này là men bá đạo hay sao? Hoặc là em ngồi em hay tựa như này này. À. Dạ. Em thì em ga lăng lắm. Nói chung là em đa số thì em đi hay chơi với các bạn gái, với các chị á, thì là em hay xách túi đồ, cắp thức ăn hoặc là lau thìa, lau đũa gì đó. Có ga lăng với nam không em? Dạ không ạ, đương nhiên nam phải ga lăng lại với em chứ ạ. Em đang tìm một người ga lăng hơn em ạ. Đúng, vậy nha, bạn gái bên đây ga lăng lắm đó. Bên kia phải ga lăng nha. Nói chung em cũng ga lăng một chút xíu thôi. Rồi còn ba làm sao? Dạ em là nói chung là dễ gần, dễ tiếp xúc, với lại hầu như em sống ở đâu người ta cũng mến. Khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm của em là vì em đam mê đá xem đá bánh quá, em hay thức khuya. Thứ hai là em hơi nhiệt tình thoái quá, đôi khi mình giúp người ta quá mà mình không nghĩ lắm, cho nên đôi khi làm tổn thương, nên cũng khó. Bây giờ thì mình nói chút xíu là tình duyên của bên đàn gái đi. Em thì em chưa có một mối tình chính thức nào hết ạ, em chỉ thương thầm thôi ạ. Rồi, hai mươi mấy tuổi mà yêu đơn phương không vậy em? Dạ, em là ế bền vững đấy ạ. Cái mẫu người đàn ông mà thực sự mà em mong muốn là gì Minh? Nếu mà nói về hình thức bên ngoài á, thì chỉ cần cao 1m60 mà em thích người tròn tròn mập mập, gương mặt thì thanh tao, trán rộng một xíu, và đặc biệt thì nếu mà có cặp mắt kính thì càng tốt. Không. Nói chung yêu cầu gõ hết á, chỉ có mập mập tròn tròn không có thôi. Coi thử dạ, có giống bên đây không nha. Dạ. Để đợi chị. Dạ. Y. Cái gì mắt kính. Chứ. Có một cặp mắt kính. Dạ. Chào ba. Dạ. Thôi thiệt. Nhìn hết sức là trắng trẻo, thư sinh ha. Gầy, không có tròn tròn nha cưng. Dạ. Không sao, nhưng mà lỡ mình có thành đôi về mình vỗ béo. Dạ được ạ. Dạ. Tại dạo này em vừa ốm dậy nên. À, vừa bệnh dậy hả? Ba. Dạ. Ba qua mấy mối tình rồi ba? Rồi em chính thức thì chắc cũng chưa, nhưng mà mối tình kiểu đơn phương ấy thì cũng được 4 mối tình. Chưa bao giờ nói ra, chưa bao giờ tỏ tình với ai luôn hay sao? Cũng tỏ tình với mối tình đầu tiên, nhưng mà cũng ok rồi. Thì xa quá, cô ấy ngoài học ngoài Hà Nội, em học ở miền Trung. Sao mà cách lòng với lại cô ấy thì xinh gái nữa. Mà em thì nói chung là cũng không được giống người ta lắm. Nên là không thành được với nhau. Nắm tay ai chưa ba? Nói chung nắm tay thì em cũng nắm nhiều. Trời, nắm nhiều. Không, nắm người mình thích mình yêu á. Mình thích yêu chính xác nó thì nắm tay thì chưa. Chưa nắm luôn. Nắm tay bạn gái bình thường thì cũng nhiều. Trời, nắm tay bạn gái bình thường thì không nói gì. Dạ. Ừ, hôn ai chưa ba? Em mới chỉ bị hôn lén em chưa? Chính thức hôn. Ồ, bị hôn lén à? Dạ. Ai hôn lén vậy? Một người em gái nó đến mình để gặp là... Người ta để ý mình. Nói chung em chỉ xem như em gái thôi. À vậy thì tính ra là mình nhiều em gái không? Em gái mưa, em gái nắng, em gái mương rồi gì đó. Mưa nắng thì chắc không có gì là bản thân. Bạn thân là con gái. À, em nghĩ sao về một người con trai mà có bạn thân là con gái? Em sợ nhất là cái em gái mưa, rồi chị họ, rồi em họ, rồi nói chung cái là... không lo em. Vì anh con người nó cái nào ra cái đấy. Dạ, cái này thì em không có biết được ạ. Đúng. Giờ nói thì ai cũng nói được hết, hiểu không? Nhưng mà cái bạn gái đó, cái bạn thân của ba á. Dạ. Bây giờ là vẫn còn độc thân không? Hay là đã có gia đình hay người yêu? Một số người cũng đang chuẩn bị cưới, một số thì cũng chưa. Ồ, tới một số lần à? Sao đông vậy? Ví dụ như em lập ra nhóm chơi với nhau, cả nam cả nữ. Không, mình đang thân nhất lại. Á. Thân nhất. Thân nhất á. Thân nhất của ba là ai? Ừ. Thân nhất của em là một người em gái ở Đồng Nai. À. Và một người em gái ở Thanh Hóa. Tức là thân nhất là hai em gái luôn. Vâng. Ví dụ đi, bây giờ hôm nay về mình có tình yêu. Vâng. Xong, bên này nói em muốn anh dẹp hết
không có em gái, em ghét hoặc là gì, hoặc là thân thiết gì nữa. Cái thì cũng phải dệt được, từ vì tình cảm vun vén thì anh em thân thiết với nhau, tự nhiên gạt cái thì cũng hơi khó. Khó chứ sao được, ta bạn ta chơi thân nhau tự nhiên bắt kịp là chi sao? Chơi thân nó khác chị ơi. Đâu có gì đâu, nếu mà là yêu đã yêu rồi, còn này chỉ là bạn thân thôi mà. Tự nhiên lấy ta về bắt ta dẹp sao ta chịu được. Không anh, em phải bảo vệ nhà gái của em chứ. Chào em gái. Dạ, chào anh. Nghe nói anh nghe nè, thí dụ bây giờ anh với người bạn gái chơi thân với nhau, tự nhiên tân từ đó giờ cưới về tự nhiên bắt anh bỏ người bạn thân, nó như thế là cắt cái tình nghĩa anh em của anh à. Dạ. Không có được, trừ khi mà bắt đầu cưới em, sau đó anh mới có nhiều người bạn gái thân thì không được. Còn người ta chơi từ xưa tới giờ tự nhiên bỏ sao được, đúng không em? Dạ đúng rồi. Vậy bạn đó được không? Dạ, nhưng mà cũng có thân quá mức, ví dụ như là lúc nào cũng không biết bạn anh đang làm gì, ví dụ như đau ốm này nọ, ví dụ như em ơi bạn anh giờ đang đau ốm anh phải qua gấp qua liền là không có được em, nhưng mà là không có được, lúc đấy em vẫn phải ở trên hết. Lâu lâu bạn người ta đau ốm người ta phải qua chứ, không lẽ bạn thân nhau đau ốm không qua sao được. Hai người đang yêu nhau có em gái thân bạn gái thân, ví dụ hai đứa gây lộn bắt đầu quay qua anh kia tâm sự là không được, đúng không Minh? Dạ đúng rồi ạ. Cái đó không được, đúng. Vậy là tính cô này cũng hơi ghen đúng không? Dạ không phải hơi ghen mà là quá ghen ạ. Quá ghen hả? Người ta nói ghen bây giờ là ghen hiện đại, ghen thông minh. Dạ đúng rồi, ghen khoa học. Khoa học. Chứ vì ghen cứ thấy là đi, thấy là la, thấy là không được. Dạ đúng rồi. Rồi cái đó là quan điểm hai bạn sẽ phân tích với nhau. Mình chỉ nói sơ qua để hiểu nhau nhiều hơn thôi. Bây giờ em muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Điềm tính, ít nói, nhẹ nhàng, khéo léo một xíu. Em thì em êm mấy cái việc ví dụ như thắt bím rồi á. Cho em bé là em thích người đàn ông của em khéo léo, nhẹ nhàng trong mấy cái... Đàn ông mà thắt bím nghe khó là không biết còn đàn ông không nha. Thấy khó này liền. Hồi thắt bím không là mệt lắm á. Nói chung là anh bên đây rất là vui vẻ, nhanh nhạy, cởi mở, giao tiếp tốt, rất là thuận lợi trong công việc làm ăn luôn. Điểm gì em không thích là bạn trai? Em không thích tóc quăn hoặc là lông quăn. Lông thì chắc chắn phải quăn rồi. Lông tay lông chân không được quăn. Trời ơi, lông quăn liên quan gì tới tình yêu? Thì mỗi người có một cái điểm không thích, em cũng không biết vì sao em không thích, nhưng mà em nhìn nó phản. Tóc thì có thể không quăn, quăn thì người ta gọi là làm cho nó hết quăn, nhưng mà lông thì phải quăn à. Dạ. Tôi hơi bị có cái mà cái kỳ là lông quăn đó nha. Coi là chi tiết đó nha đàn gái. Để em họp lại gia đình em xíu nha. Ừ, họp gia đình coi sao. Minh, cái gì chứ cộng lông thì không bao giờ thẳng mà, em biết mà, đúng không? Dạ, đúng rồi. Ừ. Bạn trai ơi, cái điều gì đó mình không thích ở bạn gái nè? Không thích lông quăn. Em không thích bạn gái kiểu là đừng có ghen thái quá lắm, vì tổng thời gian riêng cho đôi bên. Đúng rồi. Em có thích là sống là cứ phải cười mở với nhau, tức là phải chia sẻ với nhau đúng không? À vâng ạ. Còn cái ngoại hình thì sao, bạn mong muốn một người phụ nữ như thế nào? Ngoại hình thì em thì cũng không đòi hỏi nhiều, cao thì cũng 1m55 trở lên là ok rồi chị. Bên đó là đáp ứng nhu cầu của em, có gì khó hơn không? Chắc thế rồi. Thôi mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ. Rồi sau mình gặp mặt mình tính nha. Dạ. Bên đàn gái đi với ai đó? Em thì em đi với cô ruột và hai bạn thân, nhưng mà tại vì cô ruột em mới bị té xe không có đi được nên em chỉ có đi được với hai bạn thân thôi ạ. Cô có sao không em? Dạ chúng thì bị xây xước, nhưng mà tại vì lớn tuổi đó chân khớp không có được đi lại được á. Dạ mời bạn của Minh. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư. Em là bạn học chung thời sinh viên với Minh. Dạ, nói về cái góc độ công việc á, thì Minh là một dược sĩ giỏi. Còn về góc độ gia đình thì Minh sống rất là tình cảm, biết yêu thương, che chở và biết hy sinh, chịu đựng. Còn về nói về anh trai bên này á, thì Minh ơi, chị thấy anh này rất là vui vẻ, hòa đồng và cởi mở. Thì cái tính cách đó rất là tốt cho người đàn ông, vì người ta phải ra xã hội, phải giao lưu. Cho nên là chị nghĩ là hai người hãy cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và hợp thì mình đến với nhau. Cảm ơn dạ, chị. Em xin hết ạ. Cảm ơn chị. Ba đi với ai ba? Dạ em đi với chú nằm cùng ạ. Chào chú. Xin chào ban tổ chức chương trình. Chào tất cả các bạn. Lúc nãy giờ nghe hai bạn chuyện trò thì thấy cũng thấy vui. Lúc đầu đi thì cũng có hồi hộp cho ba. Người thân của ba ở quá xa. Nhưng tôi đã đến đây và nếu được chúc, tôi xin chúc cho hai bạn trẻ sớm trở thành đôi yên ương. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Bây giờ ba với Minh gặp nhau nha. Dạ. Mình tha hồ trò chuyện. Mở rào. Dạ, em xin cái kính. Rồi, bắt đầu.
À, sao? Để đeo kính vô để nhìn cho rõ nè. À, cảm giác đầu tiên của em nhìn anh. Bông hoa này là ai? Của ai? À, lần đầu anh gặp em thì gọi là tặng em bó hoa. Rồi, em cảm ơn anh. Em đến đây thì không có chuẩn bị quà vật chất, em mà có tinh thần, em có một bài nhảy để tặng đến anh và tất cả mọi người ạ. Oh. Dạ. Là bắt đầu rồi nha. Dạ, em cảm nhận anh như thế nào? Tại mới gặp á, em mới thấy hồi hộp thôi ạ. Nói chung là thấy anh hơi gầy. Nhưng mà chắc em nghĩ mập lên là chắc đẹp. Ví dụ như thứ bảy chủ nhật được nghỉ á, thì khi mà có gia đình á thì anh muốn làm gì? Chăm sóc đến gia đình, những kiểu quan tâm, đưa vợ con đi chơi hoặc đi đâu đấy cho nó. Có nghĩa là anh muốn ngủ nướng hay là muốn dậy sớm đi chợ cùng mấy vợ, cùng mấy con mua đồ đạc về nấu ăn uống ạ? À, những ngày như thế thì mình cũng muốn làm đảm đang xíu, đúng không anh? Mình đi chợ bấy giờ về nấu cơm cùng nhâm nấu, sau đấy mình chăm sóc gia đình mình. Anh có biết nấu ăn không ạ? Biết tạm tạm. Quan điểm em thế nào về tình yêu? Vậy em nói nhưng mà cái tình yêu sét đánh á, thì đối với em nó chỉ chiếm 10% thôi. Quan trọng nhất là hai người cùng trải qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Ví dụ như chúng thể có đến lúc mà tức nhau, giận nhau là chia tay, nhưng mà sẽ cùng lại ngồi lại với nhau và chia sẻ để xem chúng mình có cần nhau hay không. Nói chung là đối với em tình yêu là thời gian, có thể là sẽ giúp cho chúng mình thay đổi nhau và hoàn thiện lẫn nhau ạ. Ví dụ như bây giờ hai bạn bước tới hôn nhân thì phía bên ba, dạ, ba có chuẩn bị gì chưa ba ha? Nói chung là em cũng ok được một số phần rồi. Là em cũng chuẩn bị tương lai cho mình và tương lai của mình là cũng muốn mở cái quán. Vì thế em đang đi học quản lý quán này, học kinh nghiệm. Tôi thấy kinh doanh con đường hai bạn dễ lắm. Mở cái nhà hàng cà phê, kế bên mở tiệm thuốc tây. Đó, hợp lý chưa? Đó, thấy không? Trời ơi, ăn xong rồi ra mua thuốc tây uống hả? Trời, anh quá đáng quá anh Linh. Ba nói quan điểm về tình yêu của mình đó cho mình nghe đi. Về quan điểm tình yêu của em thì em muốn thứ nhất là phải tin tưởng nhau, thứ hai là phải trung thủy, thứ ba là phải chân thành với nhau. Em muốn kiểm tra gì không? Kiểm tra lông xoăn liền. Không, chị em lông em đi. Em muốn kiểm tra không? Em sợ cái đó nhất mà em muốn kiểm tra, em ghét chứ mà. Muốn đó, hả? Tháo cái ống tay. Thấy chưa, tôi thấy nhà gái tôi phải kỹ gì đó. Em đi về. Anh bước ra đây anh Linh coi thử coi. Ôi, anh Linh nhờ, anh làm gì vậy anh Linh? Lòng tôi quăng rồi đó. Không có đâu anh ơi. Thấy chưa? Em rồi chưa? Qua kiểm tra đi cưng. Đó, coi thử đúng chưa? Có lông đâu mà quăng. Không có luôn. Không có miếng lông đâu. Thế mà... như là tin tức từ NASA cung cấp xuống, nghe một câu chuyện kể rằng hồi xưa ba đã từng bị quýnh hội đồng. Đấy là mối tình thời đang còn học sinh. Ồ, tại sao lại bị đánh hội đồng hả ba? Em với bạn kia là thanh mai trúc mã, học với nhau từ bé lên. Mà lên cấp 2 thì nói chung thương thích nhau. Mà lên cấp 3 thì cũng cảm thấy mến nhau rồi nên là... Và cô ấy thì xinh gái. Nhà em thì đi học xa nhà. Lúc đi học thì cũng lén lút gặp nhau trên đường đi thôi. Đến gần trường thì tách né ra, người đi trước người đi sau, kiểu sợ người ta phát hiện. Cô ấy xinh gái thế thì lắm anh chàng theo lắm. Hai người lén lút hoài, thế là một số anh chàng tiểu lâm quân ở trường cũng có phần hâm dọa. Chuyện ngày xưa đó mà. Chuyện ngày xưa, ngày trường ngày xưa. Chuyện học trò học sinh thôi, kể lại cho vui thôi, hiểu không? Bây giờ mình tiếp tục câu chuyện thế nào? Con cái quan điểm con trai con gái sao? Em thì cũng không quan điểm trai gái, nhưng mà cũng thích trai hơn. Vì ở quê em là người dân tộc, cứ con gái đầu tiên đầu lòng, cứ cái đám dỗ đâu là cứ gái là cứ phải ngồi ở cửa. Anh nào mà con sinh đầu lòng con trai ngồi trên gác chân. Ôi trời, quan điểm gì đó không được rồi đó. Tôi gì đó hết được luôn rồi đó. Hai đứa gái Linh giờ là vàng là ngọc như vậy. Ôi, bây giờ em nói chuyện với Minh đi, đây quan điểm hay là con trai thì mới ok. Nói chung là không phải con trai, ok con nào cũng được anh, con nào cũng là con em. Đấy nhưng mà phải là con trai đúng không? Ưu tiên. Ưu tiên. Dạ thì nói về em trai hay gái cũng được. Em sinh được con trai thì em sinh trước, còn trai hay gái là do trời cho, chứ em cũng không quyết định, cũng không thể nào mà nói trước được. Bây giờ thế này nè. Dạ. Em có thể hát một bài đó để tặng cô gái này. Vậy em sẽ hát một bài Nhạc Chữ Tình đi.
nhìn cô gái ấy hát. Lỡ yêu rồi làm sao quên được em ơi, những đêm buồn nhìn về di vắng xa xôi. À, này quên cái này. Em rồi. Sẽ hát karaoke rồi. Cảm ơn bạn. Rồi, được rồi. Dễ thương ha. Rồi. Thời gian trò chuyện giao lưu của chúng ta đã hết. Tôi nghĩ là qua đó thì hai bạn cũng có thể cảm nhận về nhau, hiểu về nhau được một ít rồi. Đây là thời khắc quan trọng, bấm nút. Nếu mà mình lựa chọn bên kia đúng là một nửa của mình thì hãy bấm nút, còn không thì không sao cả, đúng không anh Linh? Đúng rồi. Chúng ta phải thật sự rung động, chúng ta mới bấm. Không rung động, không bấm, để tay nút bấm nha các bạn. Nãy giờ chúng ta có thể nói chuyện vui, có thể đùa, nhưng đến lúc này chúng ta cần một sự nghiêm túc. 3 2 1. Hết thời gian. Không bấm. Xin lỗi bạn. Tại sao nó không bấm? Vì em thấy không được hợp cho em. Không được vì, hợp em thấy quan niệm sống Cô gái. Dạ đúng rồi, em cũng không có, chưa có cảm giác gì. Với lại em nghĩ là tư tưởng quan điểm mà vẫn không giống nhau. Chúng tôi tôn trọng điều đó. Bởi các bạn không bấm là các bạn đang tạo điều kiện cho rất nhiều người bấm, dành cái duyên đó cho các bạn. Cô rất là thông minh. Còn một chàng trai cũng phóng khoáng, dễ thương, dễ gần, giao tiếp tốt. Tôi nghĩ rằng các bạn đủ sức để tìm một nửa yêu thương của mình. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm rõ nha. Bạn bè của em thường gọi em là Ngọc Thụ Lâm Phong. Dễ thương, ga lăng, anh tuấn, tiêu sái, hào hoa, phong nhã, du lịch xuyên vũ trụ. Trời đất ơi. Biểu hiện nào của em là em thèm vợ. Tối ngủ trằn trọc, để đêm dài, thêm nhớ, thêm thương. Mời bạn nam. Rồi, mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ xin mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn nữ và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Trương Nhật Phúc. Em năm nay 30 tuổi, em đang công tác tại siêu thị Cop Extra, siêu Vận Hạnh. Quê em ở đâu? Dạ, nói về quê em để em xin hát một bài, một câu hát nhỏ về quê em. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắng lơ, nơi anh sinh ra có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Bến Tre hả? Dạ không, quê em ở Sài Gòn. Gì vậy? Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và xin chào chị Cát Tường và xin chào quý vị khán giả. Em tên là Huỳnh Thị Kiều Anh, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và đó cũng là nơi chôn rau cắt rốn của em. Hiện tại thì em đang là giáo viên tiếng Anh tại trường Anh ngữ ạ. Em dạy ngoại ngữ là dạy cho đối tượng nào? Dạ, em hiện tại em đang dạy tại trung tâm thì em dạy tất cả các level luôn, từ trẻ con tới người lớn ạ. Phúc có thích học tiếng Anh không? Em cũng thích học tiếng Anh lắm, mà tiếng Anh em nói thì không có rành. Em nói vài câu với cô mình nó nghe thử coi. Bonjour, comment allez-vous? Tới tiếng Pháp anh ơi. Ồ vậy hả? Anh không rành, anh không biết tiếng Anh. Chơi nhau nữa ha, gây khó khăn khó dễ cho nhau phút đầu tiên ha. Được, giới thiệu cho anh nghe điểm mạnh điểm yếu của em đi. Thì điểm mạnh của em là người hoạt bát, hòa đồng, vui vẻ. Bên cạnh đó thì em cũng thích nấu ăn và em cũng có khả năng ca hát một chút xíu ạ. Bây giờ hát tặng ảnh luôn cho anh sợ trời, anh tưởng của mình anh hát cây dừa hả? Dạ rồi. Ngày gọi tia nắng long lanh qua hàng mi, chờ nụ cười em vui lung linh trên phố. Ngày ngùng như thế đôi môi em khẽ cười, đôi chân em cất lời tình yêu màu xanh là em hồn nhiên. Nghe hát có vẻ rất hồn nhiên ha. Điểm mạnh là hát đấy hả? Còn gì nữa không em gái? Dạ anh cũng biết nấu ăn ạ. Có khả năng thuyết trình, giảng dạy, nói chung là đúng sở trường và ngành nghề của em đó anh. Có điểm yếu gì không? Em thì không có được khéo tay cho lắm. Em thì rất là giỏi đưa ra ý tưởng. Có nghĩa là em bày ra thôi cho người ta dọn, chứ em không có dọn đúng không? Dạ. Hay quá. Còn bạn trai? Dạ. Điểm mạnh điểm yếu gì? Nói về ưu điểm thì em là người vui vẻ, hòa đồng, hài hước. Em không có tứ vô tường. Nên các bạn bè của em thường gọi em là Ngọc Thụ Lâm Phong. Cái gì? Ngọc Thụ Lâm Phong. Ngọc Thụ Lâm Phong. Các bạn ý nói em là dễ thương, ga lăng, anh tuấn, tiêu sái, hào hoa, phong nhã, du lịch xuyên vũ trụ. Trời đất ơi.
Yếu điểm của em là em rất là nhát, chật trước đám đông. À. Và nhát trong tình trường là em rất là nhát gái. Nhát gái. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Thật sự là em chưa có mối tình nào hết. Thiệt không? Dạ thật. Có sao nói vậy người ơi. Em có rung động trước một phụ nữ nào chưa? Dạ thường là vẫn chưa. Vẫn chưa rung động luôn. Có rung động với phái nam, anh nam nào chưa? Đối với phái nam á, em rung động theo cái kiểu là thích giỡn hơn. Ví dụ như vậy nè, à, chào anh. Hello, I love you. Đó, đó. À, cái dạng đó đó. Giỡn nước quen đó. Dạ. Yeah. Nó thấm vô người đó. Yeah. Nhiều luôn người lúc đầu giỡn, sao nó thiệt cái cưng. Bị xứ à. Không có rung động với người phụ nữ nào hết trơn hả? Trước đó là hồi đó em có rung động, em có thương một cô kia. Là mối tình em thương thầm thôi. Em có tỏ tình với cô ấy không? Dạ lúc đó là em không có dám nói. Không dám nói. Thương thầm cổ bao lâu? Dạ đó là cũng cả 10 năm đó. Cái gì? Chắc bây giờ người ta đã lấy chồng rồi. Thôi giờ ta có mấy đứa rồi chứ đi lấy chồng. Đấy. Rồi vậy tình trường em thì sao? Em cũng chưa trải qua mối tình chính thức nào nữa. Tại vì từ lúc mà học lớp 12 lên tới đại học thì em chỉ có học. Sau đó em đi làm thì em cũng có rung động với một vài bạn nam. Nhưng mà em cũng hơi ngại. Ra là em nghĩ là do duyên mình chưa tới thôi ạ. Hai cái cặp mày lạ quá ta. Anh qua anh coi bạn nữ coi làm sao mà. Dạ em chào anh ạ. Chào em. Dạ. Tức là em có rung động rồi đúng không? Dạ rồi. Còn bên đây chưa rung động với con gái nè. Có bao giờ em nằm mơ em thấy người yêu của em hoặc là vợ em như thế nào không? Dạ em cũng có một cái hình mẫu dành cho cái người vợ tương lai của em. Sao nói nghe thử coi. Và cái tính tình người đó là hiền, dễ thương, lễ phép, hiếu thảo như là mẫu thân của em vậy đó. À. Hình dạng mà cái cô gái đó thế nào? Nhìn nghiêng thì nàng đẹp tuyệt mỹ. Trán môi miệng đường nét thật thanh tao. À, phấn má hồng, gợi nét hồng hào. Nhìn môi nàng hao hao nàng bạch tuyết. À, dạ. Vậy là cỡ bạch tuyết lên nữa không? Còn cô gái sao nào? Bên đây sao? Thích mẫu người bạn trai như thế nào? À, dạ, mẫu người bạn trai lý tưởng của em thì chiều cao thì từ 1m65 trở lên. Có. Người thì vui vẻ, hòa đồng, quan trọng nhất là phải chân thành. Có được không em? Dạ. Có được. Bây giờ em định chừng nào em kết hôn? Dạ, nếu mà được thì mình kết hôn thôi. Em năm nay hoặc là năm sau hoặc là khi nào mà đã chín mùi thì mình sẽ tiến tới kết hôn chị. Rồi. Dạ, em chào chị. Trời ơi, sao chào nhỏ nhẹ vậy cưng? Mạnh mẽ lên xíu coi. Dạ. Muốn vợ chưa? Dạ, thèm lắm. Cái biểu hiện nào của em là em thèm vợ? Tối ngủ trằn trọc riết à. À, trằn trọc riết à. Dễ đêm dài, thêm nhớ, thêm thương. Trời ơi, thơ văn quá ha. Sao trắng quá vậy, tối ngủ có dưỡng kem không? Dạ không. Bề ngoài giản dị đơn sơ mà trong nội thất nên thơ trữ tình. Trời ơi, trời. Văn thơ là một bụng hả cưng? Dạ. Em hình dung bạn gái bên đây như thế nào? Bạn đó rất là dễ thương. Em nghĩ là bạn tưởng tượng là rất dễ thương. Tại vì em để ý những giáo viên mà họ dạy tiếng Anh á đó, giờ em thấy đa số toàn là dễ thương xinh đẹp không à. Khó nói quá, sao cái gì thấy cũng sao được chị? Hết mà sao trong chị? Người thấy cái gì đó nó. Chị cho em ý kiến đi chị. Bây giờ mình hỏi thăm người thân coi sao nha. Em trai đi với ai? Em đi với mẹ và hai bạn của em. À có mẹ hả? Rồi chào cô. Chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào chú Huyền Linh và cô MC. Dạ Cát chào Tường. Cô. Dạ chào cô gái. Cô gái thật xinh đẹp và đáng yêu lắm. Nói chung là đến với chương trình này rất là ngạc nhiên vì cháu đăng ký mà cháu không có nói trước. Nói mẹ tới mẹ giữ cho con. Thì Phúc mà mẹ thấy cô gái bên đây rất là dễ thương. Nếu mà cháu có cảm mến với con của bác thì mong cháu cho Phúc một cơ hội tụi con tìm hiểu với nhau. Cảm ơn chương trình và cảm ơn MC Quyền Linh với cô Cát Tường. Dạ, rồi hôm nay em gái đi với ai? Dạ, em đi với chị hai và anh của em ạ. Rồi, chào cho chị gặp chị hai với anh của em rồi. Em xin chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường, với em xin chào khán giả. Em tên là Kiều Nga, là chị ruột của Kiều Oanh. Chị nhận xét anh chàng bên kia như thế nào? Em trai này cũng dễ thương. À, cũng hiền hậu, thấy cũng là cũng chung giống nhau. Nhưng mà nếu ấy thì hai bên có cơ hội thì để làm quen. Nhưng giờ hỏi thiệt thì đánh giá chàng trai này nó có chuẩn men không? Chuẩn thì không chuẩn mà chắc cũng nhẹ nhàng vậy thôi. Không chuẩn nhưng nhẹ nhàng nhé. Ok, cảm ơn chị. Rồi bây giờ để phần nó cho hai bạn tự tìm thôi, hiểu với nhau nha. Chứ, hai bạn hãy tìm hiểu với nhau đi nha. Mở rào. Rồi, mời hai bạn. Anh gửi. Em cảm ơn ạ. Dạ, đến đây thì em cũng có một cái game nhỏ để xem là
anh Phúc trình độ tiếng Anh như thế nào. Không biết hồi đó giờ anh có đi học tiếng Anh ở đâu chưa? Anh cũng có đi học mà anh học chỉ sơ sơ thôi, căn bản thôi chứ anh không học sâu. À rồi ok, nhưng mà em có những cái verbs này, những cái động từ này nó rất là đơn giản. Để warm up trước khi mà chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện thì chắc em phải nhờ chị Cát Tường, chị sẽ cầm giùm em ha. Em sẽ là người diễn tả hành động và xem anh có đoán được những cái động từ này không nha. Dạ, mình phải nói động từ đó bằng tiếng Anh. Dạ, yeah, dạ yeah. Ok, let's go. Ok, are you ready? Dạ yeah. Ok. Một phút bắt đầu. Sing. Swim. Good job. Right. Ok, go on. Run. Reach. No, no, the other word. Like I and you. Speak. No, no. Communicate. No, the other word. Symbol. Tell. TT, but not tell. Talk. Yes, good job. Chưa hết một phút nữa. Ổn không cô giáo, chấm mấy điểm cô giáo? Dạ, cái này mới là test đầu vào, mới là level 1 thôi. Còn một những cái level phía sau nữa. Nếu mà cơ hội thì từ từ sẽ test sau. Thôi bắt đầu người ta nói chuyện tình yêu các bạn. Cảm nhận về nhau thế nào? Anh thấy á, em là dễ thương hơn những gì anh nghĩ. Anh ngẩn ngơ luôn, anh không biết nói làm sao giờ nữa. Bản lĩnh đàn ông bộc lộ rồi đó. Đứng lên, strong, strong. Không biết thì ngày cuối tuần anh thường làm gì? Anh hay có đi chơi ở đâu không? Anh ít bạn lắm. Dạ. Thường như thiếu là rủ bạn đi uống nước nọ thôi. Dạ. Bạn không đi, anh ở nhà, anh chơi điện tử. Dạ. Rồi vô quan điểm tình yêu đi hai bạn. Em thì em đơn giản là chân thành, hòa đồng hoặc bán, chỉnh men, thích chơi thể thao thì càng tốt. Còn anh như thế nào? Thì anh cũng không có đòi hỏi gì đâu. Mình hiểu nhau, mình thông cảm cho nhau những điều trong cuộc sống. Anh cũng thích chơi thể thao lắm. Mà từ lúc đi làm giờ không có cơ hội để chơi nữa. Giờ riết giờ anh bị béo phì rồi. Bây giờ anh nghĩ là em phải chứng minh bản lĩnh đàn ông của mình ha. Thông qua một cái lời tỏ tình nào đó, một bài hát nào đó, em tiến tới, em nhìn thẳng vào mắt cô gái ấy, em nắm tay cô gái ấy, thử xem bản lĩnh đàn ông tới đâu. Rồi, mời em. Ready, action. Vậy anh sẽ hát tặng em một ca khúc trong bài Túp Lều Lý Tưởng của nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu, mong vàng hai đứa có chi là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túm lều tình, đời mình đẹp mãi với em và anh. Chưa có thấy tình cảm gì chứ á. Nắm tay thấy sao em? Tay trắng quá. Tay trắng mà. Mà đúng là giáo viên tiếng Anh. Đôi em dám hôn cổ á. Em hãy giúp anh để anh tỏ ra cái bản lĩnh của đàn ông đi, nói vậy đi. Ok. À, hôn má thôi. Rồi ok. Hồi nãy là mới là hung để đo cảm xúc, bây giờ mới bấm nút hung thiệt nè. Suy nghĩ thật kỹ nha. Lúc này là lúc cần phải nghiêm túc để đưa ra quyết định của mình nha. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay dứt khoát mạnh mẽ, hung lại cái cho nằm nhiệt coi. Rồi giờ bấm nút rồi đó. Báo cho em biết là cô gái bấm nút lúc chị Tường chưa đếm. Thôi bây giờ nè, nói với chị Hai trước đi. Có chị Hai, anh Hai kìa. Dạ, em chào hai anh chị. Dạ, nếu mà có cơ hội tiến tới sâu hơn nữa sau này, em sẽ hết mức yêu thương em. Rồi xin phép không? Cho em xin phép được không? Vậy đừng nói hen. Dạ. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Mà xong rồi có đi nhà nghỉ á? Có nè. Có. Mà vô đó nằm từ tối đến sáng xong rồi. Em chỉ hôn với âm ôm à. Rồi không có làm hết trơn, về bọn nó bỏ em luôn. Rồi không có làm hết trơn, về bọn nó bỏ em luôn. Rồi, chào em gái. Dạ, chào cô Cát Tường, chú Quyền Linh à, và các vị khán giả. Mời bạn trai. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, mời bạn gái giới thiệu đi em. Dạ em tên Thu Thủy ạ. Năm nay tên gì em? Thu Thủy. Thu Thủy. Dạ, năm nay 24 tuổi và đang làm công nhân mai. Công nhân mai. Và quê sinh sống. Sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ờ quê ở đâu em? Dạ không có quê. À em là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Mời bạn trai. Lời đầu tiên xin cho Kim Tuấn gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị trong trường quay. Xin chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường và chào em gái bên hàng rào Hoa Hồng. Dạ. Mình tên là Kim Tuấn, năm nay 33 tuổi.
Hiện tại đang làm bảo vệ dân phố và kiêm luôn bánh tráng trộn buổi chiều tối. Tức là bảo vệ khu phố rồi kiêm luôn bánh tráng trộn là sao? Ban ngày em là bảo vệ dân phố là qua ca trực xong rồi em về em kinh doanh thêm buổi tối. Em bán con mình bánh tráng trộn dạ, em bán. Tự em làm em bán hay là? Tự em làm bán, trộn cuốn và nướng nước sâm luôn. Thôi đầy đủ. Giỏi quá ha. Vừa có nóng vừa có mát. Bạn gái điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng nhiệt tình trong công việc. Còn điểm yếu của em là em hay mù đường với hay quên. Thích ăn bánh tráng trộn không? Dạ thích ạ. Thích hả? Từ nay ăn bánh tráng trộn không tốn tiền. Ăn có thể nó ăn trừ cơm ăn ngày ba bữa luôn. Dạ được không? Dạ được ạ. Nếu nóng quá thì mình uống đồ mát vô. Có nước sâm hả chị? Uống nước sâm vô mát liền. Đã quá ha. Dạ. Ăn bánh tráng trộn từ sáng đến chiều, uống nước sâm từ sáng đến chiều là cũng mệt lắm á. Bạn trai điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ thưa chị Cát Tường và thưa em gái bên cạnh, điểm mạnh của em là vui vẻ, nhiệt tình, hài hước, tận tâm, tận lực. Điểm yếu là nhiều khi nóng quá, thẳng tính, hay ngủ nướng hết. Ngủ nướng rồi có bữa nào là chuẩn bị không kịp, không đủ đồ để bán không? Dạ bán trễ hoài chị ơi, bị khách chửi hoài chị ơi. Mấy giờ mở cửa đến mấy giờ đóng cửa? Dạ 5 giờ chiều mở cửa, có khi 7 giờ tối mới mở cửa, bán tới 10 rưỡi 11 giờ, tùy theo khách. Bữa nào bán ế thì sao? Không có ế, bao ế. Ế luôn, không có ế. Mình làm sao đâu, kể cô tả làm bánh tráng trộn sao? Bánh tráng trộn thì mình sẽ bỏ bánh chén vô. Xong rồi mình chế sa tới, rắc đều lên, sóc mình nhào, mình nặng, mình nắng, mình bớt. Cho nó đều dầu. Xong mình rắc muối đều hết. Rồi mình có bỏ xoài, rau răm, đậu phộng, trứng cút, hành phi, khô mực, khô bò, khô gà, con ruốc, tắc, rồi mayonnaise, tương ớt. Rồi xong 10.000 rồi. Chị có tiền hả? Thôi tay nào trộn tay phải em trộn chị, tay nào lấy tiền tay trái vậy hả? Tay này có xài bao, tay này không có xài bao. Tay nào bóp hai tay cùng bóp. Bóp tay chứ lành quá bóp. Ha lành quá ha. Dạ, dân buôn bán mà chị. Bên đây cô gái chảy nước miếng rồi nè. Nhưng thôi, mà giờ nhớ đó nha, là phải vệ sinh an toàn thực phẩm. Dạ. Làm cái gì cũng vậy, chúng ta làm thế nào đó để cho vệ sinh, làm gì phải bằng bao tay. Em có cái tật xấu gì không? Hay nói nhiều thôi. Nói nhiều cũng là một cái gọi là cái việc làm ăn buôn bán là tốt chứ đâu có gì đâu. Mà nói nhiều khi gì nói nhiều quá người ta sợ. Cái tật nói xấu chung là trong tình yêu đôi lúc cũng phải lắng nghe đối phương chút xíu. Dạ. Ha, mua dạ, bán mình nói nhiều thì được. Nói chung mà ưu điểm của em nhiều lắm anh biết mà. Em hát được không? Dạ được. Nhưng anh cho em nhường cái phần đó để cái hàng rào kéo rồi em hát, thì em mời bạn gái bên kia hát nhảy vậy thôi. Đồng ý luôn. Được. Bây giờ tình trường của em sao nè? Dạ chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào hết. Dạ. Trong trắng trinh nguyên. Nắm tay chưa? Dạ chưa. Có nụ hôn chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Chưa có trai nắm tay luôn. Dạ chưa. Một hồi có con màng vừa ăn bánh tráng trộn vừa hôn. Bạn bên kia là một cô gái chưa bao giờ có mối tình nào cả. Bạn cảm nhận thế nào? Dạ cảm ơn, đó một điều rất là tốt. Em cũng thích mẫu con gái như vậy. Còn bạn mấy mối tình rồi? Em thì được hai mối tình. Mối tình đầu tiên là ngày trước khi đi nghỉ vụ á, là thích bạn đó mà bạn đó không thích. Đi 2 năm về. Cái vô tình em bị sốt xuất huyết. Em nằm bệnh viện mười mấy ngày đó. Cái bạn đó mới qua hỏi em Út, em xin số điện thoại. Xong rồi bạn đó tự tìm mà gọi điện thoại cho em, hỏi em nằm bệnh viện nào, lên thăm nuôi em mười mấy ngày luôn. Cái về quen. Còn mối tình thứ hai thì nó cũng khá căng. Có thể là hy hữu đó. Là sao? Tại vì cô đẹp, rồi học cũng giỏi, mà dân du lịch. Quen nhau gần 2 năm mà cứ gặp được chắc được 3-4 lần, 3-4 tháng mới gặp lần. Bị khắc khẩu. Có lần cuối cùng rủ đi chơi. Thì rủ lắm, mấy tiếng đồng hồ mới đi chơi được. Mà đi chơi xong đêm đó cũng có quá giờ á. Rồi xong rồi có đi nhà nghỉ á. Có nữa. Có. Mà vô đó nằm từ tối đến sáng, xong rồi em với Hùng với ôm. Rồi không có làm hết trơn, về bọn nó bỏ em luôn. Rồi không có làm hết trơn, về bọn nó bỏ em luôn. Phải không? Hay là cái sự thật gì? Hay là đêm đó bạn ấy phát hiện ra điều gì ở bạn? Em rất là khỏe khoắn anh. Em rất là mạnh mẽ. Sao biết? Tại vì em để quên cái tờ giấy đó, khám xét nghiệm tinh trùng ở nhà rồi. Khám xét nghiệm tinh trùng ở nhà rồi. Chứ em là cái gì? Men 90%. Em xét nghiệm luôn á hả? Xét nghiệm tinh trùng mà. Em có thử nhưng mà em lục tờ giấy không ra. Xét nghiệm tinh trùng á. Chứ vậy? Để biết mình nó còn cái nó còn bơi bơi được, nó còn khỏe. Ai kêu em đi làm cái giấy đó? Em tự bản thân em đi. Vậy là em... bản thân em có nghi ngờ mình là yếu đúng không? Không có nghi ngờ, nhưng mà mình phải là phòng hơn. Vậy mình kêu khám để biết cho mình an tâm. Là khám cách đây bao lâu? Khám mới đầu năm chứ mà nhiều khi đầu năm nó còn khỏe chứ giờ nó yếu rồi. Không, sức khỏe vẫn điều độ mà ăn ngủ thì điều độ. Tướng này là chị khỏi chê rồi. Vậy hả? Nó yếu rồi. Vậy sao vô khách sạn không làm gì? Thì thương thì không có làm nữa. Em đặc biệt thương không có làm.
đây cũng như khi mình tạo ấn tượng để cho người ta nhớ mình. Còn không thương làm hả? Không thương thì không có vô rồi. Nhưng mà vô thì chỉ là thể hiện tình cảm bảo vệ, có trễ quá rồi. Trường hợp bất đắc dĩ phải vào nhà nghỉ thì có ôm có hôn như vậy thôi. Được. Lành quá ha. Dạ. Giờ muốn tìm một mẫu người bạn gái thì sao? Cao trên 1m58, ốm. Được không chị? Được. Được. Rồi da trắng, đừng có bị cái gì đó nó khó chịu quá. Cái đôi cánh thiên thần á. Với lại đừng có bị hô. Rồi đừng có môi sách, đừng có môi mỏng. Cái gì tâm lum vậy? Ừ, không, đặc biệt cái đó, cái miệng quan trọng đó. Khó tính quá à. Không khó lắm chị. Em cũng dễ lắm chị. Thôi cũng được. Thích con gái hiện đại hay là con gái truyền thống? Vừa nửa này nửa kia thôi. Chứ hiện đại quá nó hại điện. Ừ. Nên là truyền thống thì cũng khuôn khổ quá. Nên cứ sao cũng miễn thấy thoải mái được rồi. Rồi thôi được rồi. Để anh qua anh coi đàn gái coi sao nha. Dạ. Vậy chào chú. Chào em gái, dễ thương quá. Con nhiêu tuổi rồi con? Có 24 tuổi rồi. 24 tuổi con gì ta? Tuổi con chó. Con chó, bên đây con gì? Con trâu. Trâu chó. Ôi chà. Một người quả người kia mà. Người quả kim. Người bạn quả người bạn kim mà. Cũng nè. Được không? Dạ cũng được anh. Tại vợ dạ. Nấu mình cũng không sao. Trâu chó gặp nhau cũng được. Đây anh này dễ thương đó. Con có bánh tráng trộn được không? Dạ được. Con thích ăn bánh tráng trộn. Nói vậy thôi chứ khi bán thì ăn ngán. Con ghét cái tính gì của đàn ông nhất? Gia trưởng hả? Ích kỷ. Cái đó không có đâu. Em dễ thương lắm anh. Không nghiện rượu bia. Không hút thuốc. Không hút thuốc. Bia rượu có. Xã giao anh. Xã hội giờ là phải xã giao thì được. Xã giao ha. Xã giao. Biết kính trên nhìn dưới. Biết quan tâm và chăm sóc. Anh này nghĩ rằng ảnh đối nhân xử thế được. Bởi vì rất là lanh. Dạ. Ha. Tôi thấy cũng ổn định ha. Hai đứa cũng dễ thương. Hợp lý với nhau. Hôm nay em đi với ai em gái? Dạ đi với bà và mẹ và chị với bác. Bà là bà nội bà hả? Sáu. Bà Sáu. Dạ. Kính chào hai MC dễ thương Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào cô. Cô là Phạm Ngọc Hạnh, 66 tuổi. Cô có cơ sở mai mặt. Thì Thủy tới nhà cô để làm. Thì cô nhận xét thấy Thủy là cái người rất là trung thực, có trách nhiệm. Cô chịu nhất cái tánh đó. Cô nhận xét về em trai. Thấy thì nói hơi nhiều. Con chênh lệch với Thủy hơi nhiều, 9 tuổi. Nhưng mà không có kỵ. Thì cô thấy là hai con tới đây thì đã có duyên gặp nhau rồi. Thì mình nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ. Cô xin hết. Cảm ơn cô. Rồi em trai đi với ai? Em đi với lại mẹ em trai em. Giờ bà con lối xóm. Dạ chào chú Quyền Linh và dạ. Cô Cát Tường. Dạ. Hôm nay tôi thấy cháu cũng Thủy cũng được dễ thương. Cái tôi cũng mong cho hai cháu tìm hiểu tới nhau mà tới không nhân. Thôi sẵn đây cô có nói vài tiếng với bên đàn gái đi. Đó. Hai bà xui nói chuyện đi. Trời ơi. Hai bà xui tương lai. Chúc con với cháu mong được xui dạ. Rồi bây giờ thì hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Câu chuyện bắt đầu. Dạ em chào anh. Gửi em bó hoa với lại món quà. Cảm ơn anh. Hay là quà gì anh lựa? Dạ cho nón chị. Dạo này nó nắng lắm. Cái nón để hy vọng có ngày em đi biển đội với anh. Dạ. Anh không biết cái em cái size nào. Dạ. Anh lấy tới ba cái rồi. Rồi. Quay cho mẹ coi. Dễ thương không mẹ? Còn cái này đó. Còn nói thử. Đây. Còn cái này đó. Cái này là để đi chơi với anh đội nha. Cái đi biển. Đó. Rồi. Dạ em cảm ơn anh. Vừa hết phải không? Dạ. Vừa hết đúng không? Dạ được hết. Em lần đầu tiên em cảm nhận với anh như thế nào? Em thấy anh được. Anh được. Anh có đẹp trai. Anh có đẹp trai không? Dạ đẹp. Dạ đẹp. Mặc áo ấy luôn. Nè gái mới lớn, ta chưa có bạn trai, chưa nắm tay đó nha ông lanh quá. Anh cảm nhận đầu tiên gì em là em có cái đồng điếu đúng với anh luôn. Dạ, dễ thương em quá. Cảm ơn anh. Em cười rất là đẹp. Anh cũng hy vọng anh thấy em cười hoài. Đó. Anh mua cái bó bông này là hoa hồng cam đỏ này là ý nghĩa là lên em lúc nào anh cũng muốn em lúc nào cũng nồng cháy rực lửa trong mắt anh. Ngay cả phim vào bếp hay em giữa chén đều phải rực lửa. Đó, ý anh. Dạ, cảm ơn. Đó. Anh thì con người nó cũng nhiệt huyết lắm. Nên hy vọng em cho anh cơ hội để hai đứa mình tìm hiểu. Và để cho mẹ anh với mẹ em là có thể là ngồi uống chung rượu mừng. Dạ. Đó. Anh sẽ hát một ca khúc để hát tặng em và tất cả mọi người ở đây.
Mẹ Việt Nam anh ơi sáng quắc, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Về thành đô anh mai áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình, tình đừng phai. Xin em đừng qua vùng có hoang, xin em đừng đến những nơi chim xanh hoang ca. Cuộc tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn lời thề. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Trời ơi, trời ơi, trời, quá hay, quá hay. Được, dễ thương. Em gái có hát lại bài gì không con? Dạ con hơi bất cỡ. Hát đi em, có anh cổ vũ cho. Hát đi em. Dạ em xin tặng anh và quý vị khán giả và chú Quyền Linh và các tự, và cô Cát Tường một bài hát dễ thương nhưng mà đoạn nhỏ thôi. Thôi để thôi, hãy cái bông bông thấp xuống che để cái mặt rồi. Dạ. Đừng có núp vô bó bông nữa. Từ lâu em ước mơ về một ngày nắng dịu dàng, có người mang cho em một bao tay như mơ qua. Và trong ấy bước xa là chàng hoàng tử quá ư xinh trai. Wow. Đến bên em và nhẹ nhàng hôn vào tai. Dạ hết rồi ạ. Quá hay Huy. Đây, cảm ơn. Không làm quá người ta hồi hộp người ta rung mà ông còn sáp sáp vô hoài. Phải sáp để bảo vệ gì chứ phải sáp ý đồ. Trước giờ anh lo công việc quá. Hôm nay cũng hơn nửa là rồi rồi. Nên giờ thời gian anh sẽ dành lại rảnh anh sẽ dành cho người yêu. Thì anh cũng hy vọng Gò Vấp ở quận 8 thì nó cũng không xa. Em nghĩ là mình hẹn hò trong tuần giờ nào hay thời gian nào em rảnh nhất? Em thì làm suốt, chỉ có chủ nhật thì được nghỉ thôi. Thì cũng làm về 5 giờ. À 5 giờ, về qua 6 giờ đi chơi được rồi đúng không? Dạ rồi đi vô cái tiệm ai bán? Dạ không có tiệm, em giao cho người khác bán gì. Em muốn sinh viên bán mà chị. Mình làm chủ thôi phải không? Em thôi em thích đi đâu chơi? Em mù đường lắm phải không? Em mù đường. Đi đâu. Vậy là chuyến này mình hai đứa mình quen nhau á, đi xem phim xong á. Thì có cuối tuần này anh xin phép mẹ với lại chị em để đưa em đi biển cho em đội cái nón để chụp hình với anh ha. Dạ dạ được ạ. Dạ được ạ. Em có nói gì với anh không? Hay hết đẹp trai quá bất ngờ này. Cảm nhận đầu tiên của em đối với anh là em thấy anh chân thật dễ thương. Cảm ơn. Vui vẻ hòa đồng. Vâng. Sau này kết hôn thì kinh tế trong tiền bạc trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Chắc anh lớn hơn em để anh giữ đi ha. Anh lớn hơn em để anh giữ đi ha. Chứ mà để anh giữ. Không, em còn nhỏ chứ em chưa có rành, giữ nó chưa có chắc. Khi nào em chắc. Không, em rành đó. Cái đó cái tiền em biết em rành rồi, nhưng mà rành thì cũng nhiều khi nó có nhiều thứ. Để anh nắm rõ hơn, anh giữ nha. Giờ phần phần từ về sau này của chồng công vợ mà. Sẽ có phần em trong đó, em phải giữ. Chị, sao chị? Có thắc mắc gì không chị? Thắc mắc là mỗi ngày là phát tiền cho vợ mỗi ngày hay sao? Không phát tiền, em đưa tiền tháng rồi đó. Đó. Tháng đưa nhiều. Hả? Thì tùy anh. Thì bao nhiêu phần trăm của em nói nghe coi. Giờ dạ. Em làm ra 10 phần tháng em phát vợ mấy phần? 5 phần. 5 phần kia giữ lại làm gì? 5 phần em giữ lại để em lo vợ sau này. Em sẽ dành cho vợ một khoản gì đó bí mật riêng. Cái này là gọi là bí mật. Đó, để đi. Lành quá ăn hiếp vợ không? Không ăn hiếp đâu chị. Em trước giờ em hiền. Anh biết em hiền, anh nhìn em biết em hiền rồi. Anh cũng hiền lắm. Nhưng mà anh không giận ăn hiếp em. Không giờ ăn mà cũng không giờ làm gì hết trơn. Nghe anh nói là anh không thích người mập, mày mập á. Không, em mập rồi, từ em về em ở với anh là em về đứng bán dân trộn với lại mớm à. Nó anh tính rồi, anh tới trường hao rồi. Yên tâm. Anh trường hao. Thôi tôi bó tay. Không nói được hết không? Dạ, thì dân buôn bán mà anh. Em chưa bị tinh thần rồi. Nói nghiêm túc mà tôi cũng thấy mắc cười. Nói hay lắm. Con người ta hiền lắm đó nha. Bình tĩnh nha cưng, dạ. Suy nghĩ thật kỹ. Rồi, để tay đút bấm bên kia. Để em ngồi tướng cho đẹp. Hai bạn hãy tự quyết định và đưa ra cái sự lựa chọn của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hai bạn chúc mừng. Rồi hả? Nắm tay nhau đi. Cô gái này chưa được nắm tay, chưa hôn bao giờ. Ấm không? Dạ, con xin phép bác gái cho con đặt nụ hôn đầu tiên lên má em thôi. Anh hôn em nha. Dạ. Hôn má. Hôn môi hả? Anh kỹ thuật kêu nha em. Trời ơi. Hay quan tâm giúp đỡ người khác. Em quan tâm quá, nhiều khi nhiều người cũng hay bực mình. Anh rất đẹp trai, vừa hiền khô dễ thương lại còn đẹp trai nhất phim trường ạ. Mời bạn nam.
Chào anh. Chào anh. Dạ, anh ngồi. Mời bạn nữ. Thôi, mời chị ạ. Mời anh giới thiệu về mình. Vâng, xin chào anh Quỳnh Ninh, xin chào chị Cát Tường và xin chào tất cả quý vị khán giả và bạn nữ bên kia. Tôi là Đào Trọng Xuyên, năm nay 46 tuổi, quê hương là ở tại Phú Xuyên, Hà Nội. Quê hương thứ hai của tôi là trên Bình Phước. Anh làm công việc gì anh Xuyên? Dạ, em làm cao su vườn điều. Rồi, mời chị gái giới thiệu ạ. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, em chào anh chị Cát Tường và em chào quý vị khán giả. Chào anh Nam bên kia, em tên là Nguyễn Thị Kim Liên. Hôm nay em 42 tuổi, em sinh sống tại Biên Hòa, Đồng Nai. Quê gốc của em là quan họ Bắc Ninh. Chị đang làm công việc gì? Em dạy học. Anh cũng có ông chú ruột ở ngay ở thị xã Bắc Ninh. Em vào đây từ năm 90 cơ, từ năm em học lớp 9. Anh ở Bình Phước là ở đâu anh? Sống sinh hoạt Bù Nam, Bù Đăng, Bình Phước. Bạn gái là bạn sống ở huyện nào? Em ở ngay ngã tư Amata anh ạ. À rồi, từ đó lên Bình Phước đi lên tới Bù Đăng thì nó cũng khoảng 100 mấy chục cây. Một khoảng đường cũng xa. Anh có ưu điểm như cái khuyết điểm của mình ạ? Ưu điểm thì em sống hòa đồng, vui vẻ rồi hay quan tâm giúp đỡ người khác. Em quan tâm quá nhiều khi nhiều người cũng hay bực mình. Thấy phiền không? Có. Rồi còn những cái nhược điểm của mình? Em hay tin vào người khác. Có khi nào cái tin đó mà tôi đã bị tin mình, này, mình bị lừa vâng. Sau em mới đúc kết là sống hãy yêu mọi người nhưng chỉ tin vài người và đừng xúc phạm đến ai. Ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em thì cũng hòa đồng, hay giao lưu tất cả các cái phong trào hoạt động. Như em đây thì em cũng hay đi chơi phong trào của cái hội đồng niên Quý Sửu. Là khuyết điểm anh là gì? Cái khuyết điểm của em thì là cũng nhát, tật là kỹ tính quá. Anh có mấy mối tình rồi? Em đã có một đời vợ. À. Và 36 tuổi thì em mới lập gia đình. Anh chị lấy nhau bao lâu? Em lấy nhau được 3 năm, được có một cháu rồi ạ. Lớn chưa anh? Cháu được 9 tuổi, quen nhau được có một năm thôi. Lúc đó là cũng là cái tình thương nhiều chứ không phải là tình yêu. Hiện tại là con trai anh ở với anh hay là dạ, ở con với... trai là đang ở với em. Dạ, mình còn liên lạc với chị nhà không anh? Dạ không ạ, cô đã có chồng rồi. Nghĩa là ly dị là cũng 4 năm nay rồi. Khi mà chị nghe hoàn cảnh anh vậy thì chị cảm nhận như thế nào? Em cũng một lần cũng ly hôn một lần rồi. Chị có cháu nào chưa? Em có một cháu học lớp 11 rồi. À, trai cháu hay trai ạ? Cũng cháu trai luôn. Dạ, đang ở với em. Thế là mình chia tay được bao lâu rồi? Dạ, cũng được 5 năm rồi, em sống được 13 năm. Trước em dạy huyện Vĩnh Cửu xa xong vì anh cứ bắt sinh đứa nữa rồi anh chẳng chịu làm việc nhà, anh thầu xây dựng, anh làm 4-50 công trình biệt thự. Em làm hết các việc nhà, sau anh ấy lại đi cặp bồ với người ta thì lại có thai. Thôi mình bỏ qua những chuyện buồn đó đi nha. Bây giờ mình bắt đầu một cái tương lai mới, một hạnh phúc mới nha. Anh muốn tìm cho mình một nửa yêu thương như thế nào? Một nửa của em á là thấu hiểu, yêu thương, biết quan tâm gia đình, không phân biệt con cái bởi vì là em thì cũng có con rồi. Chị mong muốn tìm một người như thế nào ạ? Dạ, người không hút thuốc, không nhậu nhẹt, rồi yêu thương em, chia sẻ với em, chung thủy, không lăng nhăng chị. Thuốc thì em có hút nhưng mà cái thuốc thì bỏ được. Còn nếu mà nhậu nhẹt thì không có. Đi đám, đi sứ, tiệc vui người ta ép 2 ly là em về em ngủ mà em có thậm chí em xỉn luôn tại chỗ. Muốn người không có lăng nhăng? Dạ không, lăng nhăng thì không có. 6 năm nay là ở một mình rồi. Người ta cũng bảo tại sao không đi lấy vợ. Bạn bè anh em bảo không đi lấy vợ mà cháu nó nhỏ thì nó bám lấy mình thì bây giờ mình đi mình bỏ con cũng không được. Con ở nhà thì cha cũng ở nhà, cha ở nhà con ở nhà. Chào chị Cát Tường. Dạ, chắc là một mình nuôi con là cũng vất vả lắm. Dạ, anh cũng, hả? Cũng vất vả lắm. Cái công việc của anh bây giờ, cuộc sống anh là ổn định tốt hết chưa anh? Thì cuộc sống của em thì là ổn định, vừa làm điều vừa làm cao su của nhà thì hơn 3 hectare cao su. Thế ngoài cái đó ra anh mình có cái nghề gì không anh? Dạ cũng có nghề, em làm trước kia là em lập nghiệp là từ bàn tay thợ mộc em làm nên. Dạ. Thế sau này nếu như mà hai anh chị mà đến được với nhau đó thì mình sẽ sinh sống và lập nghiệp ở đâu, như thế nào? Theo như em thì ở đâu cũng được. Thí dụ như cổ làm giáo viên có ổn định ở cái khu vực chỗ của rồi thì anh có lên cái cổ có ở được không? Thì cũng được ạ. Cao su thì mình có công nhân rồi. Dạ. Em ở nhà thì cũng chỉ lo con cái thôi chứ còn cũng không đi làm cao su. Rồi em cảm ơn anh. Rồi em hỏi về để biết thêm những cái thông tin để cho hai bên dễ dàng. Coi như vậy thì anh cũng rất ổn định về mặt kinh tế. Em chào anh ạ. Rồi xin chào. Bây giờ mình nghe mình cảm nhận thế nào? Em thấy hoàn cảnh cũng giống của em. Anh lên đây thì rất là ổn định và nãy giờ Linh nói chuyện thì thấy tính tình rất là gọi là rất là tốt đó ha. Vấn đề chỗ hai người ở xa, thí dụ giờ anh xin cho chị về trên Bình Phước trên Bù Đăng đó dạy
được thì chị có về không? Chắc em không về quá, thì em ở đây quen rồi á. Quen ở đây với ai? Em ở đây có gần mẹ với gần chị gái á. À dạ. Bây giờ anh vừa trồng cao su với điều vừa đi lên đi xuống chị chịu không? Dạ thì cũng được ạ. Là ở chung với ba mẹ hay ở riêng? Không, em có hai căn ạ. Căn em đang ở, một căn bên kia em cho thuê. Bên đây có một căn nhà có hai ba mẫu nữa. Hai bên nãy giờ về kinh tế cũng vẫn ổn định. Vấn đề chỗ còn lại là chúng ta có thể đi tới đi lui được hay không thôi. Hôm nay chị đi với ai? Thì em đi với chị bạn thân ở gần nhà. Em xin chào khán giả, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Thấy anh ở bên này thì tính cũng hiền hậu, thì cũng nhanh nhẹn ạ. Mong muốn cô với anh tìm hiểu được kết bạn với nhau ạ. Cảm ơn chị. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với cô em họ và con trai em. Dạ em chào chương trình ạ. Em chào anh Huyền Ninh với em chào chị Cát dạ, Tường. Dạ chào chị. Em chào chị. Em là em họ của anh Xuyên. Anh hiền lành lắm. Mà anh ấy sống cũng vì người khác. Mà thì em thấy chị cũng được thì thôi, xem có ấy thì hai anh chị cho nhau một cơ hội. Con trai phát biểu vài câu đi nè. Hôm nay con thấy vui không? Dạ có. Rồi bây giờ thí dụ như ba con mà kiếm cho con thêm một người mẹ khác, một người mẹ mới để chăm sóc con, lo cho con chịu không? Dạ có. Con thấy cô này như thế nào? Dạ cô cũng rất xinh đẹp. Con muốn cho cô làm vợ ba con. Con muốn con làm vợ ba con hả? Cô cảm ơn cháu. Cô cũng hiền mà, cô hiền quá trời hiền à, cô vui lên. Nói chung là hai người rất hiền đó. Nào mở rào. Cô vui lên nha, vui lên để coi cơ hội có đến với mình hay không. Cô buồn quá. Tươi lên cô. Rồi mời hai anh chị. Món quà tặng em. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Em cũng có món quà em tặng anh ạ. Bây giờ thế này nè, anh đứng kế bên chị đi ha. Bây giờ chị là người quan họ Bắc Ninh, chắc chắn biết hát quan họ. Xin gửi anh và anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả bài hát quan họ Bắc Ninh có ai xui vẻ. Về là có ai xui vẻ cho em nhắn đi, cho em nhủ mà bên nay a nhời về. Nhắn đi cùng là cùng anh hai xuống y, này cũng có a xuồng thuyền là xuống thuyền suối đông, là em có quán bao nhọc nhằn. Dạ thôi em xin hết ạ. Trời hát hay quá trời luôn à. Em được dạy ba hát tiếng hát giáo viên đó. Sau cái này thì em cũng xin gửi lại một bài để đáp lại bên một lửa bên nữ bên kia. Lấy anh quyết băng mây đi tìm, làn môi tươi thắm như hoa mùa xuân. Em xinh em tươi, em đẹp không son phấn, nhưng riêng anh đây không cần lên so sánh, vì em xinh tươi hơn hoa gấm trăm ngàn lần. Em là hoàng hậu của lòng anh, người yêu hôm nay. Anh quên mất lời, anh quên mất lời. Tình duyên hôm nay sẽ là hạnh phúc mai sau. Anh ra đi, mưa nắng không sợ lòng, mưa gió không ngại ngần, chỉ có bóng anh luôn chờ đợi em. Wow, quá xuất sắc. Cặp đôi này hơi bị hợp đấy. Bây giờ hai anh chị nắm tay với nhau để cảm nhận về nhau cái nào. Đấy. Em nắm tay anh sôi nổi vụng về. Đó, mình cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em cũng rất là xinh đẹp như người mà anh mong ước. Em thấy anh như thế nào em? Anh rất đẹp trai, vừa hiền khô dễ thương lại còn đẹp trai nhất phim trường. Anh thì nghề tự do cho nên là anh chỉ lo có mỗi là con là phải đưa đón. Trường chắc xa nhỉ, cháu không tự đi học. Trường thì cách nhà là có 2 cây, học bán trú ở đó thì cứ tối về thôi, thì chủ nhật thì chỉ có chiều thứ bảy mới chủ nhật là anh được nghỉ. Em thì thứ hai em được nghỉ cả ngày, thứ ba thì em dạy cả ngày. Nhưng mà đón con với đưa con hoài rồi thời gian đâu đón chị đưa chị. Thì nghĩa là thứ bảy mới chủ nhật liệu có
có được không? Dạ cũng được. Ủa vậy rồi thứ bảy chủ nhật thì anh gửi con ở đâu để anh đi chơi với chị? Thứ bảy chủ nhật thì cháu ở nhà được. Em thì sáng thứ bảy nào phải họp hội đồng, họp chuyên môn, họp tổ khối. Thì chiều thứ bảy được nghỉ nguyên ngày chủ nhật, nguyên ngày thứ hai. Thì đó cũng ok rồi em ạ. Dạ, em thấy về điều kiện hoàn cảnh như vậy cũng là ổn định. Và người tính cách thì cũng hiền, cũng thật thà. Mình có thể đến với nhau. Mình có thể đến với nhau do chị nói đúng không? Linh nghe không nhầm đúng không chị? Dạ. Người ơi, người ở đừng về. Người về em vẫn đi. Nay có mây khóc y thầm đôi a bên là bên vạt áo mà này cũng có a ướt đầm như mưa. Người ơi người ở đừng về. Hay quá. Bây giờ là giờ phút quan trọng nhất, chúng ta kiểm lại xem bản thân mình thật sự có rung động với đối phương hay không. Hãy suy nghĩ thật kỹ và hãy đưa ra quyết định của mình anh chị nha. Một. Hai. Ba. Bấm, bấm. Nắm hai tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Đúng rồi. Em vẫn nghe hay nghe. Bây giờ không có nói nhiều nữa, hôn nhau ôm luôn. Con má đó. Con, cầm micro lên cô hỏi con vài câu. Con lên đây. Lên đây đi con. Đứng đây với cô nha. Rồi, con thấy sao? Con thấy rất là vui khi có được một người mẹ hiền. Mẹ mới. Giờ con nhìn thẳng đó, con nhìn thẳng vào đây nè con. Con kêu ba mẹ thử coi được không? Ba mẹ. Ba mẹ. Con. Cảm ơn con đây. Một cái hình ảnh rất là cảm động.